Người ta quay tơ để dệt vải, sao bà lại tạo ra các con chim? Bà là ai? Ta là phù thủy, sống khá lâu trong rừng rậm này. Cô bé, phù thủy thì đáng sợ lắm sao? Bà ngoại của Kay kể phù thủy rất độc ác. Nhưng ta thì khác, ta không độc ác như lời kể đâu. Bà phù thủy rất hiền. Mỗi guồng quay, ta sản xuất một đôi chim để các ngươi bay cùng nhau, hay ra bờ sông chơi nha. Cảm ơn bà. Chúng cháu sẽ bay về với bà. Ta cô đơn lắm. Ngoài những lúc bào chế vật dụng ra, thì hàng ngày chỉ làm bạn với lũ chim thôi. Đây là nhà của ta, cháu có thể ở đây hoài cũng được. Bà ơi, nguy rồi, có người lạ tới, người lạ tới. Cánh cụt, con làm gì mà mất bình tĩnh vậy? Kay, lại đây. Cô bé này xinh đẹp quá, đi đâu mà lại lạc đến tận đây? Giờ bất tỉnh rồi vì quá lạnh. Ôi, chiếc áo này ấm áp quá. Ở đây là đâu? Ở đây là Bắc Cực. Mà cô là ai? Từ đâu tới? Ta là công chúa Lina. Chắc người có nghe qua tên ta rồi phải không? Bạn nói sao? Bạn là công chúa? Nhưng tôi thấy công chúa hơi giống một người. Người nào thì nhớ không có ra. Thôi, công chúa ở lại đây chơi đi. Chào mừng công chúa.